miếng nha các bạn. Cái phần ức, phần thịt ức của con cu này chắc chắn sẽ là rất là ngon các bạn. Ngon quá, phải công nhận là nó cay một tí nhưng mà rất là ngon. Cảm ơn các bạn đã comment ở dưới là bảo mình làm món nướng muối ớt nha. Ngon lắm các bạn. Uống miếng bia nhá, uống miếng bia nha các bạn. Ok, xin chào tất cả anh em. Thì bây giờ mình đang ở trên một cái cầu rất là lớn và bên ngoài kia là sông Vàm Cỏ các bạn. Các bạn biết sông Vàm Cỏ không? Rất là đẹp luôn. Mình quay ngược sáng này không biết các bạn có thấy không? Khung cảnh rất là đẹp. Và hôm nay mình đi công việc nhưng mà vẫn mang theo Batman. Hy vọng là sẽ kiếm được vài em cu hoặc em cò nào đó. Ok, cảm ơn các bạn. Hy vọng các bạn sẽ theo dõi video. Các bạn thấy cái sông Vàm Cỏ ngoài kia nó rộng mênh mông luôn. Đẹp ghê. Ok, cảm ơn các bạn nhé. Hy vọng các bạn sẽ theo dõi video. Đó, còn vòi cá các bạn. Cắt. Ok kìa các bạn. Thấy không? Có con cò trên ngọn cây kìa các bạn. Đất. Làm sao lấy đây? Đây rồi, đây có được rồi. Chỗ này nó lại không có đường qua các bạn. Camera của mình đây các bạn, mình vừa mới lấy được con cò lên ở đám bần đằng kia, ướt hết cả quần, lỡ bắn thì phải ráng lấy thôi, ướt hết cả quần. Và các bạn biết rồi, ở trên cây bần nó có con kiến, các bạn nhìn trên áo mình, con kiến này này các bạn, cắn đau cực kỳ luôn. Các bạn thấy đi săn có vui không? Rất là mệt đấy. Ok, một cò, cái ná của mình đâu ta, để rồi vẫn trong túi. Tôi không có rớt nhiều quá. Có một con cu trước mặt.
đây các bạn, Batman và một em phụ. Các bạn có thấy con cô đứng ở trên ghia không các bạn? Hai con, một. Để xin người ta dùng đấy. Dì ơi, cho con vô đây con lục con chim đấy nha. Bắt màn các bạn. Bắt màn và một em cú. Dây điện mới đau chứ, mà nó vẫn còn ở đó. Rớt. Các bạn thấy bắn ở viên bi nó nọt. Nó nọt qua người, nó kéo con lông nó bay ngang qua người như thế này các bạn. Nhìn nhá. Ghê không? Mà nó vẫn còn sống. Trước mặt kia không phải cứ nói mà nó cũng gáy các bạn. Cấp. Batman và cu cương. Lần đầu tiên hạ được nó các bạn. To. Lần đầu tiên mình hạ được nó rồi. Lần đầu tiên mình hạ được con cu cường. Đứng nhìn lá thủ ở máy. To. Nó định nó bay rồi nhưng mà không kịp thôi. Ok, xin chào tất cả anh em. Thì cũng có nhiều anh em hỏi mình là tại sao mình đi săn về mà lại không làm đồ nhậu. Thì hôm nay, nói chung là trước đây thì mình không có làm đồ nhậu đâu. Bởi vì các bạn biết rồi, mình chia sẻ các video trước đó là mình săn về mình cho con pet của mình nó ăn. Hay nữa là mình cho chú bảo vệ hoặc cho những anh em đi săn cùng. Thì nhiều anh em yêu cầu quá thì hôm nay mình sẽ làm một cái video về làm đồ ăn với cái đi săn luôn. Thì cò và cu gáy rồi cu mà mình đã làm rồi, xong rồi mình bỏ ruột rồi mình đã thui sơ đi để cho nó cái thịt nó săn lại và nó thơm. Ok, thì hôm nay mình sẽ làm món nướng. Món nướng của mình thì có cò này, rồi cu này, rồi có một con cu cườm và cu ngói nữa. Thì bên cạnh đó thì mình có nướng thêm đó là đậu bắp. Đậu bắp này thì không biết anh em ở ngoài Bắc có biết không, nhưng còn ở trong miền Nam thì có đậu bắp này các bạn. Các món nướng thì thường có đậu bắp. Và ướp thì sẽ có xà băm. Xà băm. Đây mình cho xà băm. Cho xà băm vô.
Mình ăn cay một chút cho nên là mình sẽ cho một củ sa tế này. Bạn nào ăn không ăn ăn cay đây như vậy không? Nói chung là mình thích ăn cay một chút. Cay một chút thì nhậu nó phê các bạn. Mình cho cái bóc hũ sa tế hơi khó bóc chút. Mình sẽ cho cái sa tế này vào, cho hết hũ luôn. Sẽ hơi cay đó các bạn. Ok. Ngoài ra thì nêm một chút bột ngọt. Một chút thôi, vì ăn nhiều bột ngọt nhiều không tốt nha các bạn. Đây là cho một chút hành nêm. Bởi vì là mình nướng rồi chút nữa mình có nước chờ, có đồ chấm cho nên mình không cần phải cho quá nhiều gia vị nha các bạn. Ok thì mình sẽ đảo đi một chút, tẩm ướt cho vị vào đảo đi một chút. Thì ướt thì bao giờ cũng vậy, để cho nó ngấm thì mình cứ đảo đều gia vị đi, xong rồi mình để khoảng 15-20 phút xong rồi mình nướng. Tại vì ngoài kia mình đang nhóm bếp này, để cho cái lửa nó đỡ, lửa nó cháy đượm đi thì nó nướng nó không bị cháy các bạn. Ok, thì nói chung các bạn thấy hấp dẫn không? Chung nữa mình sẽ nướng. Đây, các bạn thấy con cò to, phải cu. Ok, thì một chút nữa mình sẽ nướng ha. Ok, thì bây giờ lửa đã đượm thì mình sẽ nướng thử nha các bạn. Không phải nướng thử mà nướng luôn nha các bạn. Lửa đượm rồi thì nó đỡ bị cháy. Ok. Mình đặt cái này lên. Các bạn biết cái này là con gì không? Đây là con cò nè các bạn. Sẽ nướng con cò trước, con cò nó to. Ok, mình sẽ nướng từ từ. Anh có đĩa rồi, anh có đĩa rồi. Để đi anh cũng chuẩn bị trong đĩa. Gần chín rồi các bạn, thơm lắm. Rất là thơm nha các bạn. Ok, xin chào anh em. Thì cuối cùng là mình đã nướng xong. Rất là thơm các bạn. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử. Các bạn nhìn, rất là thơm, chín. Chín rồi, thơm lắm. Nhưng mà trước khi uống thì chắc là khui bia. Mẹ cún khui cho ba năm bia đấy mẹ cún. Ok, cảm ơn mẹ cún. Trước khi ăn thì mình hôm nay mình nướng muối ớt này. Mình sẽ thử một miếng nhá, thử một miếng nha các bạn. Cái phần ức, phần thịt ức của con cu này chắc chắn sẽ là rất là ngon các bạn. Ngon quá. Phải công nhận là nó cay một tí nhưng mà rất là ngon. Cảm ơn các bạn đã comment ở dưới là bảo mình làm món nướng muối ớt nha. Ngon lắm các bạn. Uống miếng bia nhá. Uống miếng bia nha các bạn. Ăn thêm miếng nữa. Cái thịt nó rất là ngọt, nó không có bị tanh các bạn. Ăn miếng đậu bắp các bạn. Miền Nam là nướng cái đậu bắp. Ngon lắm. Có bánh chả.
tráng như các bạn, ở miền Bắc gọi là bánh đa này. Rất là ngon các bạn. Ok, cảm ơn anh em đã xem nhé. Thì hy vọng anh em sẽ tiếp tục ủng hộ video của mình. Ngon quá. Hơi cay một tí nhưng mà công nhận ngon, đường muối ớt thì hơi cay một tí. Anh em. Cảm ơn miếng bia anh em. Công nhận ngon thật. Em ăn cái đùi à? Để ăn thử một miếng này nữa. Nhìn nó vậy thôi nhưng mà do là cái phần xả bên ngoài nó cháy các bạn. Nhưng mà nó cháy vậy nó mới thơm. Để chấm muối ớt này. Muối đâu? Chấm thêm muối ớt cay nữa. Đã quá. Còn các bạn nên làm thử nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây thì anh em ăn cái miếng cuối rồi mới thấy viên bi nó nằm ở trong cái phần ức của con trong phần ức của con cò. Cắn nghe cái cộp một phát. Ghê không?